kết nối tri thức. Quý tín giả và các bạn thân mến, hình ảnh của một đất nước luôn gắn liền với nhiều yếu tố tạo nên sự phát triển kinh tế xã hội văn minh, an ninh chính trị ổn định và không thể thiếu yếu tố văn hóa đa dạng của dân tộc. Thế nhưng khi thời đại mới đã và đang đồng hành cùng cuộc sống con người, đâu đó nét văn hóa bản sắc ấy liệu chăng có bị mai một? Trong chương trình kết nối tri thức hôm nay, Như Thảo sẽ giới thiệu đến quý tín giả và các bạn cuốn sách Dường Xưa Chào Bước của tác giả Nguyễn Đông Triều và Phan Mạnh Hùng, sách do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2018. Quý tín giả và các bạn thân mến, Dường Xưa Chào Bước là cuốn sách thứ ba mà hai nhà nghiên cứu Nguyễn Đông Triều và Phan Mạnh Hùng đứng đồng tên tác giả sau hai cuốn Tìm Trong Di Sản Văn Hóa Phương Nam xuất bản năm 2016 và Theo Dấu Người Xưa năm 2017. Trong những cuốn sách này, chúng ta bắt gặp các từ di sản, người xưa, dường xưa, những từ khóa từ nó đã nói lên chủ đề và khuynh hướng của tác phẩm. Nguyễn Đông Triều và Phan Mạnh Hùng là sự kết hợp tiêu biểu của một thế hệ nghiên cứu mới, cùng được đào tạo căn bản trong một môi trường giáo dục có uy tín, say mê và chuyên tâm với nghề nghiệp, có năng lực vận dụng phương pháp và thao tác khoa học một cách hiệu quả. Nguyễn Đông Triều sinh trưởng ở miền Nam, chuyên về văn học Hán Nôm. Phan Mạnh Hùng quê gốc miền Trung, đi học ở Sài Gòn, thiên về văn học quốc ngữ cận đại và hiện đại. Sự kết hợp này không chỉ thể hiện ở những bài viết chung trong cả ba cuốn sách, mà còn ở sự bổ sung về tư liệu và kiến văn để khảo sát và bình giá những hiện tượng văn học, văn hóa đa dạng trên vùng đất phía Nam của Tổ quốc. Cuốn sách Dường Xưa Chào Bước với 455 trang được viết nên, gồm nhiều chủ đề, nội dung, ý nghĩa như Cổ đình Đức Thắng và đất Phan Thiết, di sản văn hóa Hán Nôm, đình Thi Phổ, Quảng Ngãi, trung nghĩa từ và một số tư liệu Hán Nôm tiêu biểu, hai ngôi đình đặc sắc ở Châu Đốc, đất Long Mỹ xưa và hai ngôi đình cổ, Dệ Thủy Thần Miếu, nơi thờ hai vị anh hùng, Liên Pháp Tinh Xá và Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm, hai di tích thờ Khổng Tử ở Châu Đốc, Kiến An Cung của Hoa Kiều ở Sa Đéc, Tuệ Thành Hội Quán trong văn hóa Hoa Kiều Chợ Lá, một số tư liệu văn học Hán Nôm ở miền Tây Nam Bộ, chữ hiếu của người xưa qua văn ai điếu, và nhiều hơn nữa những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc ta mà thế hệ ngày nay và mai sau nên giữ gìn và phát huy. Thoạt nhìn nhan đề Dường Xưa Chào Bước có thể khiến chúng ta dễ liên tưởng đến hình ảnh hai ông đồ trẻ chắp tay thư thả thưởng ngoạn hoa trái vườn văn, ngắm nhìn và bình tán. Kỳ thực Chào Bước như Nguyễn Đông Triều và Phan Mạnh Hùng là một kỳ công, phải hiểu sâu về văn hóa học Hán Nôm mới lý giải và đánh giá một cách thuyết phục bài Tự Huấn Minh của Cao Hữu Dực, những dị bản và bản dịch đầy đủ bài văn tế Nguyễn Bỉnh Khiêm, phải dấn bước vào những chặng đường xa và tỉ mỉ ghi chép, tra cứu, đối chiếu mới cắt nghĩa chuẩn xác nội dung những câu đối văn bia ở Châu Đốc, Sa Đéc, Phan Thiết, Quảng Ngãi. Phải kỹ lưỡng sưu tầm, phân tích và khái quát mới rút ra được những đặc điểm của thơ Chu Ký và tiểu thuyết lịch sử ở Nam Bộ đầu thế kỷ 20. Những bài viết của tác giả một mặt gợi lên niềm lo âu và băn khoăn về nguy cơ xuống cấp của những di sản văn hóa như đình chùa, miếu và tình trạng quên lãng công tích của tổ tiên nơi các thế hệ hậu sinh, mà khác lại gieo trồng niềm tin rằng không có gì bị mất dấu trong cuộc đời này, và bên cạnh sự thờ ơ, lãnh đạm của những kẻ vô cảm, vẫn còn những nỗ lực đầy tâm huyết để lưu danh những đấng bậc đã lập đức, lập ngôn và lập công như bài văn bia ở cổ đình Đức Thắng ghi lại. Có được mở mang, ắt có người gây dựng, làm lợi cho dân, cùng vui cùng hưởng. Máu đổ còn tươi, chẳng sợ cường quyền, biển dầu thay đổi, phong vận còn nguyên. Bọn ta tiếp nối, uống nước nhớ nguồn, việc đây vì nghĩa còn mãi chẳng quên, khắc vào bia đá, muôn đời truyền luôn. Qua cuốn sách Dường Xưa Chào Bước,
không chỉ người dân địa phương mà những ai có dịp tham quan di tích cũng có thể hình dung cảnh quan và lịch sử của một vùng đất. Những vùng đất như vậy góp phần hun đúc nhân cách và chí khí của những người con ưu tú đã để lại tấm gương sáng cho đời về công lao mở cõi dựng nước và giữ nước. Tuy kín đáo, nhưng trong cuốn sách Dường Xưa Chào Bước vẫn có một đường dây liên lạc mật thiết giữa quá khứ và hiện tại, giữa kinh nghiệm của lịch sử và nhiệm vụ của ngày hôm nay. Người đời sau ai cũng có thể suy ngẫm về lịch sử, nhưng không phải ai cũng có thẩm quyền phán xét lịch sử nếu không thực sự am hiểu bối cảnh xã hội và chủ đích của con người. Và điều quan trọng nhất không hẳn là phán xét mà còn là rút ra bài học cần thiết để không lặp lại những bi kịch của lịch sử. Điều đó chẳng hạn có liên quan đến chi tiết hành xử dội dàng và bất công của Lê Văn Duyệt đối với người dân trong tranh chấp đất đai. Nỗi oan khuất không thể giải bằng thuốc độc của Phan Thanh Giản, tâm trạng lỗi thế đầy giằng xé của Nguyễn Khuyến và Tú Xương, nỗi trăn trở của Phan Bội Châu về sứ mạng giáo dục. Phía sau những dòng chữ với cuộc dạo bước Dường Xưa cùng với Nguyễn Đông Triều và Phan Mạnh Hùng đem lại cho người đọc không chỉ sự chiêm nghiệm về quá khứ mà còn là thu hoạch bổ ích để tới những chọn lựa ứng xử phù hợp trong hiện tại và tương lai. Những mối tình thủy chung trong sáng cùng những hy sinh hạnh phúc của cá nhân cho lợi ích chung của dân tộc được các nhà văn nhiệt thành ngợi ca cổ vũ. Họ là những cá nhân ít có sự tính toán thiệt hơn khi đặt tình cảm cá nhân, tình cảm gia đình bên cạnh trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước. Nếu có cơ hội, họ sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ và tình yêu để cứu nước, tình cảm, tình yêu của họ. Vì thế là những bài ca đẹp thể hiện một lý tưởng và nhân cách sống cao thượng của con người. Quý thính giả và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Dường Xưa Chào Bước tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết Nối Tri Thức do Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV Media, YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.